Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số thông tin đáng chú ý trong tuần vừa qua. Ngày 18 tháng 11, các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã không thể đưa ra được tuyên bố chung tại hội nghị cấp cao lần thứ 26, trong bối cảnh hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc chia rẽ sâu sắc về vấn đề thương mại và đầu tư. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hội nghị cấp cao APEC không thể đưa ra được một tuyên bố chung chính thức. Ngày 21 tháng 11, Ủy ban châu Âu đã bác bỏ kế hoạch ngân sách năm 2019 của Italia do nước này không chịu tuân thủ kỷ luật ngân sách chung của EU, đồng thời tuyên bố khởi động thủ tục trừng phạt Italia. Trong khi đó, Italia cho biết sẽ không thay đổi kế hoạch ngân sách này, bất chấp sức ép từ EU. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019 xuống còn 3,5% so với mức dự báo 3,7% được đưa ra hồi tháng 9 vừa qua. Ngoài ra, OECD giữ nguyên dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2018 ở mức 3,7%, song dự kiến trong năm 2020 sẽ giảm nhẹ xuống 3,5%. Ngày 23 tháng 11, sự kiện giảm giá lớn nhất trong năm tại Mỹ Black Friday hay ngày thứ sáu đen đã thu hút hàng triệu người mua sắm Mỹ. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ, trung bình người dân nước này sẽ chi trên 1.000 đô la Mỹ để mua sắm trong dịp Black Friday. Theo đó, doanh thu ngành bán lẻ tại Mỹ có thể lên đến 721 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Ngày 22 tháng 11, tập đoàn ô tô Nissan đã quyết định bãi nhiệm chủ tịch Carlos Ghosn, người vừa bị bắt giữ với cáo buộc gian lận tài chính, đánh dấu sự kết thúc gần hai thập kỷ nắm quyền lãnh đạo của nhân vật được cho là có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản. Việc Nissan cách chức ông Ghosn đặt ra dấu hỏi cho tương lai của liên danh sản xuất ô tô lớn nhất thế giới Nissan, Renault và Mitsubishi mà ông lãnh đạo nhiều năm qua. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới đang ngày càng căng thẳng và minh chứng rõ ràng nhất là mới đây, WTO đã ghi nhận số vụ kiện tranh chấp cao kỷ lục 26 vụ, đa số đều nhắm vào phía Mỹ. Tiếp tục chương trình về thương mại toàn cầu trong năm qua, Thế giới sự kiện tuần này sẽ tiếp tục cùng quý vị thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. Thế giới đang chứng kiến những căng thẳng thương mại giữa các nước liên tục gia tăng, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên cầm quyền. Theo đuổi chính sách bảo hộ thương mại, Tổng thống Trump đã áp thuế 25% đối với thép từ hầu hết các quốc gia từ ngày 23 tháng 3. Washington đưa thêm Canada, Mexico và EU vào danh sách chịu thuế vào ngày 1 tháng 6 và tăng thuế suất lên 50% đối với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8. Đặc biệt, tính đến nay, Mỹ đã 3 lần áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc với tổng giá trị lên tới 250 tỷ đô la Mỹ. Bắc Kinh cũng nhanh chóng đáp trả với việc áp thuế lên lượng hàng hóa Mỹ trị giá 110 tỷ đô la Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington khởi xướng cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế thế giới. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina. Dư luận thế giới được cho là sẽ theo dõi sát sao sự kiện để xem hai bên có đạt được tiến bộ nào trong giải quyết cuộc chiến thương mại song phương hay không. Theo báo cáo mới công bố ngày 22 tháng 11 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, từ giữa tháng 5 tới giữa tháng 10, 40 biện pháp hạn chế nhập khẩu mới đã được các quốc gia G20 dựng lên nhằm ngăn chặn dòng chảy của hàng hóa, gây tổn hại tới số hàng nhập khẩu lên tới 500 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số lớn nhất mà WTO ghi nhận kể từ năm 2012, khi tổ chức này bắt đầu theo dõi diễn biến của các biện pháp hạn chế nhập khẩu trên thế giới. Như vậy, trung bình mỗi tháng các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã đưa ra 8 biện pháp hạn chế nhập khẩu mới, trong đó có hàng rào thuế quan, lệnh cấm nhập khẩu, thuế suất. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Xin cảm ơn vì buổi phỏng vấn. Thưa ông, WTO vừa ghi nhận số lượng vụ kiện tranh chấp thương mại cao kỷ lục trong thời gian qua, chủ yếu là các nước kiện Mỹ vì áp thuế vô lý. Ông nhận định thế nào về tình hình thương mại toàn cầu hiện nay? Tôi nghĩ đây là một phần trong các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra trên thế giới. Hai bên tham gia vào cuộc chiến này, bao gồm Mỹ và Trung Quốc, họ đang cố tranh giành xem ai sẽ chiến thắng. Một trong những bước đi đó là tuyên bố chiến tranh thương mại. Tôi muốn bỏ ngoặc kép cụm từ này bởi vì chúng ta sẽ không thực sự thấy một cuộc chiến ở ngoài đường. Một bước đi khác, đó là chứng minh ai là người chiếm thế thượng phong. Trong đó các nước đánh thuế lẫn nhau. Đây là một phần khác của cuộc chiến. Điều chúng ta thấy trên bề mặt hiện nay chỉ là một phần của cuộc chiến. Và sắp tới chúng ta sẽ thấy những diễn biến mới.
Theo ông, tại sao Mỹ có động thái đi ngược lại xu thế toàn cầu hóa hiện nay? Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nhìn vào nước Mỹ hiện nay với Tổng thống Donald Trump, thì hiện Mỹ đang chia làm hai phe. Một bên họ rất ủng hộ toàn cầu hóa, họ muốn thế giới mở cửa, muốn mua bán hàng hóa từ mọi nơi trên thế giới. Họ thực sự thu được lợi ích từ thương mại toàn cầu, thu nhập của họ đến từ việc này. Một bên kia, họ cho rằng toàn cầu hóa đang khiến họ bị tụt lại phía sau, họ không tận dụng được lợi ích từ thương mại đa phương. Họ không bán hàng trực tuyến, họ không nhập hàng từ nước ngoài. Điều duy nhất họ thấy từ toàn cầu hóa đó là thất nghiệp, các nhà máy đóng cửa, hàng hóa của Mỹ bị hạ giá. Hầu hết những cử tri bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump là những người không ủng hộ toàn cầu hóa. Vì vậy, để tiếp tục thu hút cử tri, trong bối cảnh ông ấy sẽ tiếp tục tranh cử trong 2 năm tới, ông ấy tiếp tục tuyên chiến với toàn cầu hóa. Nhưng bạn không thể trực tiếp tuyên bố điều này vì chúng ta đang ở năm 2018 và toàn cầu hóa là tương lai. Mọi người đều muốn đi đến khắp mọi nơi và mua mọi thứ. Vì vậy, khía cạnh kinh tế được đề cao hơn khía cạnh chính trị ở nhiều phương diện. Nhưng điều Tổng thống Trump đang làm là một trò chơi chính trị. Tổng thống Trump đã liên tục nói rằng, tôi sẽ bảo vệ bạn, tôi sẽ bảo vệ công việc của bạn. Dù như vậy, cuộc chiến với Trung Quốc và nhiều nước khác thực sự có thể gây tổn hại đến cử tri Mỹ. Cho đến thời điểm này, cách làm của Tổng thống Donald Trump có đem lại hiệu quả như ông ấy cam kết hay không? Vấn đề này có hai mặt, tích cực và tiêu cực, và tôi nghĩ vẫn còn khá sớm để trả lời câu hỏi này. Chúng ta cần quan sát kỹ hơn và theo dõi sự vận động của nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Trump sẽ cần thời gian để củng cố chính sách của mình, đầu tư nhiều hơn vào nền kinh tế, hỗ trợ các nhà sản xuất và sản phẩm Mỹ. Bởi vì thực tế là có nhiều người bị tác động bởi việc toàn cầu hóa, điều này hoàn toàn có thật. Đặc biệt, nếu bạn tính đến mục đích chính trị của Tổng thống Trump, ông ấy đang vận động cử tri cho kỳ bầu cử tiếp theo như tôi đã nói, đặc biệt là tại khu vực trung tâm nước Mỹ. Về mặt kinh tế, chúng ta khó phân biệt được trắng đen, luôn có mặt lợi và mặt hại của một vấn đề. Chúng ta đang thấy điều này ở khắp nơi trên thế giới. Ví dụ như Anh đang muốn đòi độc lập, họ không còn muốn toàn cầu hóa chung với khu vực EU, họ muốn đóng cửa biên giới giống như 50 đến 100 năm trước đây. Nhưng toàn cầu hóa là không thể tránh khỏi và các bên không thể chiến tranh mãi được. Chúng ta vẫn đang ở giữa cuộc chiến thương mại và kết quả không thể lường trước được. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng một lần nữa sẽ không thể rõ trắng đen cho vấn đề này. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là kinh tế Mỹ đã khởi sắc đôi chút trong quý vừa qua, tại sao lại như vậy thưa ông? Chúng ta phải biết rằng ông Donald Trump là một nhà kinh doanh đại tài. Đây là một lợi thế của ông ấy. Người Mỹ coi ông ấy là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, khác với phong cách của cựu Tổng thống Obama. Ông Trump có những hành động mạnh mẽ để thực hiện cam kết của mình đối với Triều Tiên, với Mexico, đối đầu với Trung Quốc, với Nga. Dù cho đây là khía cạnh chính trị hay chỉ là sự thể hiện của ông ấy, nhưng điều này đã có đôi chút hiệu quả. Các doanh nghiệp nghe theo ông ấy và kinh tế có dấu hiệu khởi sắc. Ngược lại, nếu lãnh đạo nói một đằng, làm một nẻo, người dân sẽ không tin tưởng. Tôi nghĩ phần nào vì Tổng thống Trump có các hành động mạnh mẽ như vậy, nên người dân cho rằng kinh tế sẽ ổn định hơn. Đó là mặt tích cực. Còn mặt tiêu cực, người ta có thể cho rằng, ồ, ông ấy thay đổi suy nghĩ mỗi ngày, tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Dẫn đến người dân sợ ông ấy, họ cũng sẽ quan ngại tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Nga, Mỹ và Trung Quốc sẽ không đầu tư vào Mỹ. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng chúng ta đang ở một phần trong cuộc chiến thương mại và lúc này Mỹ vừa nhận được một kết quả tích cực vì có một lãnh đạo mạnh mẽ dám chống lại Trung Quốc, đó là tình hình hiện tại. Theo ông, liệu cách làm của Mỹ có dẫn đến xu hướng bảo hộ thương mại trên thế giới? Tôi nghĩ thế giới đang đi theo hai chiều hướng khác riêng biệt. Một phần của thế giới đề cao sự toàn cầu hóa. Những quốc gia này mở cửa với thế giới, mà có thể coi Việt Nam là một ví dụ điển hình. Trong bối cảnh các bạn đang kiếm tìm nhiều thị trường ngoài nước khác, có nhiều đất nước muốn mở rộng các nhãn hàng cũng như xuất khẩu hàng hóa nước mình ra thế giới. Tuy nhiên, nửa còn lại của thế giới thì ngược lại. Lãnh đạo của họ chủ trương đóng cửa quốc gia cũng như thị trường nước mình, bởi vì họ e dè trước nạn di cư, đề cao việc bảo vệ hàng hóa nội địa và chủ quyền đất nước. Đó là hai xu thế chính của thế giới. Tôi nghĩ giữa hai làn sóng này sẽ có một sự cân bằng, và thị trường quốc tế sẽ giúp duy trì sự cân bằng đó. Cảm ơn ông, chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình.
Trong bối cảnh chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump đang trở thành nguy cơ lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, thì mức độ leo thang của cuộc chiến này sẽ phụ thuộc vào phản ứng của một số đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ, trong đó đáng kể nhất là Trung Quốc. Phần 2 của chương trình sẽ cùng quý vị tìm hiểu về vấn đề này. Căng thẳng thương mại giữa các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Mỹ, đang gây rất nhiều lo ngại, bởi nó có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu nếu tiếp tục leo thang. Đó thực sự là vấn đề gây lo lắng. Trong gần 2 năm qua, nền kinh tế toàn cầu đã bắt đầu phục hồi, các nền kinh tế phát triển và mới nổi chứng kiến sự tăng trưởng khá tốt. Vì vậy, nếu cuộc chiến tranh thương mại leo thang nghiêm trọng hơn, sẽ không tránh khỏi những tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các biện pháp thuế quan của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc, đặc biệt là ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu, có thể gây xáo trộn chuỗi cung ứng hiện có nếu như vấp phải các biện pháp trả đũa. Leo thang căng thẳng thương mại là một mối đe dọa hiện hữu. Nếu tình hình này còn tiếp diễn, các rủi ro kinh tế sẽ gia tăng, tác động tiềm tàng tới tăng trưởng, việc làm và giá tiêu dùng trên toàn thế giới. Theo tính toán của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, một cuộc chiến thương mại toàn diện và những bất ổn kinh tế có thể khiến GDP toàn cầu giảm tới 0,8 điểm phần trăm vào năm 2021. Các xung đột thương mại và những bấp bênh về chính trị đang làm tăng những khó khăn mà các chính phủ phải đối mặt trong nỗ lực đảm bảo tăng trưởng kinh tế tiếp tục cao, ổn định và bao gồm mọi thành phần. Những căng thẳng thương mại mà chúng ta đang chứng kiến thực sự là trò chơi mà các bên cùng thua cuộc, không ai có thể giành chiến thắng cả. Trong lĩnh vực thương mại, chỉ có hợp tác mới đem lại lợi ích cho tất cả các bên. Rủi ro thực sự bây giờ là chúng ta tham gia vào một cuộc chiến tranh lạnh về thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, trong đó tất cả các nước, bao gồm cả châu Âu, đều bị thiệt hại. Cuộc chiến này là vụ tự tử về kinh tế với toàn thế giới. Nó sẽ hủy hoại các giá trị và việc làm. Sẽ chỉ có người thua cuộc trong cuộc chiến kinh tế này. Một số doanh nghiệp lớn trên thế giới như Boeing và Airbus thì hy vọng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt. Chúng tôi không mong muốn cuộc chiến tranh thương mại này. Tôi nghĩ rằng sẽ không có người chiến thắng. Vì vậy, đây là lý do tại sao chúng tôi hoan nghênh cuộc đối thoại giữa chính phủ Mỹ và Trung Quốc để giải quyết các vấn đề càng sớm càng tốt. Điều đó sẽ giúp ngành công nghiệp hàng không của Trung Quốc phát triển lành mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, cũng như thúc đẩy các cuộc đối thoại hiệu quả để giải quyết mâu thuẫn thương mại. Trung Quốc là một thị trường phát triển nhanh và nhu cầu ngày một cao. Chúng tôi tin rằng cuối cùng hai nước sẽ có thể đưa ra các giải pháp. Có một điều khá chắc chắn, đó là việc tăng thuế sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn thế giới. Cụ thể tác động này với các nước khác như thế nào thưa ông? Việc tăng thuế sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn với những quốc gia có nền kinh tế yếu, bởi vì Mỹ và Trung Quốc đều là hai đế chế kinh tế lớn trên thế giới và có sức ảnh hưởng đến toàn cầu. Ví dụ như kinh tế Trung Quốc cũng có thể gây ảnh hưởng tới nước láng giềng của mình là Việt Nam. Nhưng nếu một quốc gia có nhiều công ty đặt trụ sở ở nước ngoài thì có thể tránh bị ảnh hưởng bởi việc tăng thuế. Tôi có đề xuất với tất cả các quốc gia rằng để không bị ảnh hưởng bởi tình thế hiện nay thì hãy phát triển thị trường mới. Ví dụ như Việt Nam, đất nước các bạn vốn đã phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc, đồng thời cũng xuất khẩu rất nhiều mặt hàng sang Mỹ. Vì vậy, để tránh bị ảnh hưởng bởi việc tăng thuế hay các điều luật mới của Tổng thống Donald Trump hay các nhà lãnh đạo khác, Việt Nam nên tìm hiểu và phát triển sang nhiều thị trường mới như Nam Mỹ, châu Phi. Căng thẳng nhất hiện nay phải kể đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Theo ông, nếu cuộc chiến này tiếp diễn, ai sẽ là bên chiến thắng? Tôi nghĩ hiện thực sẽ chiến thắng. Như tôi đã nói lúc trước, kết cục của cuộc chiến vẫn sẽ là sự cân bằng. Chính quyền của Tổng thống Trump gần như đối ngược với chính quyền của ông Obama. Cựu Tổng thống Barack Obama rất ủng hộ hòa bình tự do và toàn cầu hóa cho mọi người. Tuy nhiên, một nửa nước Mỹ vẫn hoài nghi trước sự dẫn dắt của ông. Những gì người dân Mỹ thấy là những thành phố lớn như New York, Florida, Miami hay Los Angeles có lợi từ toàn cầu hóa. Nhưng chính bản thân họ lại không. Đó là lý do họ bầu cho ông Trump. Như tôi đã nói, ông Trump và ông Obama ở hai thái cực trái ngược nhau, nhưng cuộc chiến này sẽ kết thúc ở ngưỡng cân bằng.
sẽ có một nền kinh tế hội tụ đủ cả hai khía cạnh, đảm bảo việc làm cho người dân trong nước, đồng thời cũng đẩy mạnh xuất nhập khẩu. Tôi nghĩ đấy là sự thật, là viễn cảnh của tương lai. Ví dụ như nếu tôi là công dân Mỹ, vốn đã quen với việc mua hàng hóa từ Trung Quốc trực tuyến, nếu chính quyền cấm đoán hay đánh thuế việc mua hàng như vậy, tôi sẽ biểu tình chống lại chính phủ. Hiện tại chúng ta đang chứng kiến những tác động khắc nghiệt, tuy nhiên kết cục sẽ là sự cân bằng. Đó là tại Mỹ, vậy tác động tới Trung Quốc thì sao thưa ông? Trung Quốc tuy không phải là đất nước có chế độ dân chủ, nhưng họ có một chính phủ vững mạnh. Chế độ bầu cử của Trung Quốc không giống như Mỹ, nơi mà người dân có thể lựa chọn thủ tướng của mình. Vì vậy tôi phỏng đoán rằng Trung Quốc sẽ phải chạy theo những quyết định của Mỹ. Ví dụ nếu ông Trump ra lệnh sẽ tăng thuế những mặt hàng từ Trung Quốc, thì chính phủ Trung Quốc cũng có thể làm như vậy với những hàng hóa của Mỹ. Đồng thời, nếu Mỹ giảm thuế đối với các sản phẩm Trung Quốc, thì hàng hóa của Mỹ cũng sẽ được giảm thuế khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Quan hệ thương mại của hai nước hiện tại đang là một cuộc đàm phán, và cả hai quốc gia đều chờ cho đối phương bỏ cuộc trước. Nhưng tôi nghĩ Mỹ đang dẫn đầu cuộc chiến thương mại này. Tuy nhiên, nếu Mỹ vẫn không nhượng bộ, thì Trung Quốc sẽ giữ nguyên lập trường và ngược lại. Các doanh nghiệp tại Mỹ, Trung Quốc dường như đang rất lo ngại về vấn đề này. Theo ông, lĩnh vực nào bị tác động nhiều nhất và họ phải phản ứng thế nào với cuộc chiến này? Chúng ta đã đọc quá nhiều thông tin về cuộc chiến thương mại này qua các phương tiện truyền thông, với những tiêu đề thu hút chú ý hay hình ảnh các vị lãnh đạo tranh luận về thuế quan một cách gay gắt. Tuy nhiên, hiện thực cho thấy cuộc sống của người dân vẫn không quá khác biệt so với thường ngày. Không phải người dân nào cũng theo dõi cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc. Họ gần như không cảm nhận thấy hệ quả của cuộc chiến thương mại trong cuộc sống thường nhật. Vì vậy, tôi đề xuất hãy giảm bớt căng thẳng về vấn đề này, đồng thời cũng khuyên nhủ các doanh nghiệp và công ty hãy tiếp tục khám phá thị trường mới, thay vì dựa vào một thị trường hay một lãnh đạo, trong bối cảnh chỉ cần một điều luật cũng có thể thay đổi tất cả. Vâng, cảm ơn ông đã tham dự chương trình hôm nay. Xin cảm ơn vì buổi phỏng vấn. Bắc Kinh và Washington đã có một số động thái tránh làm trầm trọng bầu không khí trước khi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra. Trong khi lãnh đạo hai bên lại có những bài phát biểu công kích lẫn nhau tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, các diễn biến tiếp theo của cuộc chiến cũng như những tác động đối với Việt Nam sẽ sớm được làm rõ trong các số tiếp theo của Thế giới Sự kiện. Đến đây chương trình tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.